Nhờ lâu thì không đánh cờ cho các bạn. Hôm nay mình sẽ ra tay thử coi cờ mình đi nó còn ngoa quại không. Và hôm nay mình đánh với một người rất nổi tiếng nha các bạn, ở quận 2 đã về đây giao lưu mình nha. Một trong những người đánh cờ cực kỳ giỏi đấy, anh Nguyễn Văn Long. Và hôm nay mình sẽ chơi cờ với anh, và mình sẽ live stream và mình sẽ đánh với anh luôn, coi anh có thắng mình một ván nào không nha. Nhưng mà chỉ quyết là một ván thôi nha, quyết đánh một ván thôi với nó được vấn đề nha các bạn. Bây giờ trước khi các bạn xem quân của anh Long nè, xe phong mã đầy đủ hết, còn mình cũng mã phong xe cũng còn đầy đủ, mã phong xe vẫn còn đầy đủ nha. Thử xem. Ui kiến à, kiến à. Thế coi anh đánh kiểu gì ha. Giờ luôn. Lên mạ. Một ván một thôi nha các bạn, diễn ra chỉ đúng một ván một. Cũng càng đấy, càng đấy. Cờ tướng hè phố. Rồi ăn đi. Cho ăn mã luôn, bỏ mã. Bỏ đi, kệ. Bỏ đi. Cứ lên. Trời. Vô luôn, cho ăn ma pháo luôn đó, đánh đi. Đặt bỏ pháo luôn, gớm gớm, cho ăn mã tổng do luôn mà đánh gì, có đều là siêu. Không cần chạy. Không cần chạy nha các bạn, không cần chạy nha. Anh không cần chạy với là đẳng cấp đây đấy nha. Cứ bình tỏ nha. Mình còn một xe nha các bạn, mình còn một xe đây nha. Để chơi vậy cho nó vui nè. Oh, shit.
Thiệt thòi rồi, mất rồi. Úi trời ơi. Thở rồi, đánh vậy chết rồi, thua rồi, thua rồi, thua rồi. Đánh ẩu quá, đánh ẩu quá, đánh ẩu quá. Ẩu rồi. Nó nói mình thua chắc rồi. À, chưa chắc thua. Thua rồi, thua rồi. Cờ này là thế, cờ này là mình thua nha các bạn. Mình còn một má một pháo rồi. Làm sao đánh được ta? Chưa nói đi tất cả đúng không? Mới có 5 phút đúng không? Vẫn còn dài đúng không? Rồi mình thua đây. Đánh văn mới. Ok. Nhanh quá. Ok ok ok. Vậy là 3 ván nha. Hay ha. Hay ha. Rồi chúng ta sẽ thay vì một ván nhưng mà sở sườn còn mới có 5 phút các bạn. Giờ thêm 2-1 cơ ha. Rồi. Ok. Rồi lên mã. Chốt. Lên mã. Lên xe. Cho chốt lên luôn đi. Lên đây đi. Lên mặt. Tự tin lên nhà, tự tin lên nhà. Cố gắng lên nhà, cố gắng lên nhà. Ván được ông thắng rồi đó. Chị tự cũng hay nhỉ. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối trời ở biển Cà Mau. Cũng hay nhỉ.
lên luôn, lên mà. Rồi quất đi. Mai một cả màu vui lắm. Em vẫn không biết để em chồng đi. Đều đây người chưa cùng quá. Là chỉ mơ thì liệu lên lời. Em biết ngủ say như nơi không có người đi. Giờ đây người thương xa lắm. Về miền Trung thấy thương em hoài. Về miền Trung lên. Ủa, anh Mã hả? Rớ mặt nhờ. Anh Mã hả? Ghê ha. Chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Ăn Mã hả? Ăn Mã hả? Ăn Mã hả? Dữ hả? Ăn Mã gớm mặt. Gớm mặt. Rớm mặt người. Rớm mặt người, rớm dữ nhờ. Đấu mẹ gì cho nó hoành tráng. Đấu mẹ gì cho nó hoành tráng. Đấu gì cho nó hoành tráng này. Căng nha các bạn, căng nha các bạn. Hơi khó đánh cho các bạn. Mà nó chạy đi đâu? Mà lên đâu? Chạy. Gớm mặt. Gớm mặt. Gớm mặt nhờ. Dữ nhờ. Dữ ta. Dữ ha. Hay đó. Hay đó. Lên mã chốt đi. Về là về Tây Ninh. Nên vui cơ. Ha 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 ha. Cứ ăn đại đó đi. Làm gì.
còn thương anh nhớ thương anh hoài. Còn thương anh nhớ thương anh hoài. Còn thương anh nhớ thương anh hoài. Anh hoài, anh hoài. Nhớ thương 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 anh quả. Nhớ thương anh quả. Nhớ thương anh quả. Nhớ thương anh hoài về bên ở Cà Mau. Căng nhỉ. Nhớ thương anh hoài. Muốn ăn nhiều mà chúng tương được, anh không ăn được. À đủ quá, con này nó ăn đây à, khôn nha. À khôn nha. À chặn đầu à. À mình khôn phết nha. À không thèm ăn đâu nha. Ăn làm gì? Ăn làm gì? Ăn làm gì? Ăn mà làm gì? À, à, à. Ăn mà làm gì? Ăn cặp lì cặp xí ra. Cho ăn luôn. Mình lo, đúng không? Hãy cứ ăn đi cho bỏ ghét. Thôi, tự 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 tự. Ăn vậy nó bậy lắm bây giờ. Cũng hay. Cũng hay. Chết mẹ đánh gì cho thấy bó quét. Hả? Gì cho bó quét. Gì cho bó quét. Gì cho bó quét. Gì cho bó quét. Ôi giời ơi. Úi giời ơi, úi giời ơi. Chú tướng lên cho ăn con này luôn. Ôi giời ơi, gớm mặt nha. Hay đấy. Cũng hay. Cũng hay. Cho ăn con pháo đi, đúng không? Cho ăn con pháo đi. Ghét. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Bỏ đi, bỏ đi. Ăn con nào mà ăn.
đi. Ăn thằng nào ăn. Chịu được. Chiếu thị ta ra đây, chiếu gì đây kìa. Chó hò ăn con cờ này nè. Ăn đi, ăn này là cao cờ nè. Ăn con cờ này nè. Ăn con này đi. Chiếu tướng cái đã. Cho ăn hết đi. Muốn ăn con nào ăn. Hai. Hai. Cho ăn luôn. Ăn đi. Ăn đi. Đó giờ đây mà ăn, ăn. Vô. Vô ăn đi. Trời ơi. Trời ơi bình thường quá, bình thường quá. Quá bình thường, quá bình thường. Quá bình thường. Bình thường quá. Bình thường quá. Bình thường quá. Từ từ à. Từ từ mình tỏ cái khuôn phết chữ tứ. Mình tỏ. Con cờ này em tính lâu rồi. À, tính rồi. À tính lâu rồi à, cũng tỉnh táo hết sao nó xong vò như như mình nhỉ, xong vò giống mình nhỉ. Ồ, à, em tính bảy đời. À bảy đời à. Thế bánh em phải để con. Thế gì bảy đời à? Bảy đời à? Ngay nhỉ. Ừ. À bảy đời thì lên luôn chứ sao, ăn bảy đời luôn gì đâu. Kệ. Cầm con này thua cả luôn. Anh biết thua đâu. Woo woo. Woo woo. Còn lâu nha em. Còn lâu nha em. Còn lâu nha em. Còn lâu nha em. Đúng rồi, phải ăn vào chỗ kẹt đi. Phải ăn vào chỗ kẹt đi. Đúng rồi, chú tướng ra đây. Ôi, làm còn chán nha. Bỏ cờ không, dám bỏ cờ không. Ra tướng đây. Trời, lo. Có gì đâu mà lo nhỉ. Tướng còn chán, ra đi. Chiêu tướng luôn. Đó, lên đi. Lên đi. Con này chiếu ra đây còn gì nữa không? Còn gì nữa ăn không? Từ từ nha. Còn gì nữa ăn nữa không? Từ từ nha. Đây, chiếu đi, chiếu đi. Chiếu đi. Đó, chiếu đi. Chiếu đi. Ừ. Chiếu đi, chiếu đi. Chiếu đi. Chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy về. Ừ. Ăn con nào, ăn con nào. Chiếu tướng đi. Chiếu tướng hả nà. Chiếu tướng đi. Ôi trời ơi. Làm gì? Ừ. Từ từ đã bình tỏ nha. Rút về đâu? Về đây luôn.
Rồi đây luôn. Đó. Ăn cái gì? Ăn cái gì? À. Ăn cái gì? Căng thẳng chưa? Căng chưa? Căng chưa? Căng chưa? À, ai cho ăn? Ai cho ăn mà ăn? Ừ. Ai cho ăn mà ăn? Có ăn lại có quay gì đâu đúng không? Đây ăn, ăn con nào, ăn con nào, lên chốt. Ăn con nào, ăn con nào. Lên. Đi lên. Hay nhỉ. Đi lên. Ta tượng. Hay. Hay nhỉ. À, người ta lấn trước mình mà bây giờ mình ăn hết sĩ tượng của họ này. Quá kinh. Quá kinh rồi đó. Bắn. À. Còn thế nữa. Còn thế nữa. Còn thế nữa. Còn thế nữa à. Về đi. Quên về đâu được đâu ta. Quên lộn lộn. Về đây họ chiếu ăn ngay. Ăn ngay con của mình. Về xí đi. Về xí đi. À, cho ăn luôn cái con này nè. Ăn luôn con này nè. Ta ăn luôn con này, đúng không? Cho họ, họ ăn con đấy luôn, không sợ. Họ ăn đi rồi mình đi đánh được. Cho ăn thì mình phải đánh được. Cho ăn con mã luôn. Không cần chạy. Đánh kiểu này nè. Đó đánh đi. Ơ quên. À, sao mình cứ phải chơi đẹp nhỉ. Tại sao phải chơi đẹp như thế. Bây giờ mình phải hạ họ chứ. Sao chơi đẹp như thế được. Đúng không?
về vùng An Giang cho anh đi cái bố này lên vậy là dễ. Đó, còn nữa ăn vậy dễ đấy. À, họ vẫn ăn à chứ được họ vẫn ăn à tròn luôn no gì đúng không. Chốt thành vậy đó. Cho đi. Cứ cho họ đi. Họ thí liền rồi. Thí mình còn gì. Mình để cho họ ăn. Không cần cứ đánh thí đi. Họ có đủ đẳng cấp họ đánh kiểu của mình không? Vô. Thiếu tướng. Đủ đẳng cấp họ đánh kiểu của mình. Lên chốt. Có họ đủ đẳng cấp mình đánh không? Coi họ kiểu gì. Mình sẵn sàng không chạy ngựa cho ăn hết, để xe cho ăn luôn. Nhưng cuối cùng là quan trọng là ai thắng à, đúng không? Giữ xe làm gì đúng không? Không cần giữ xe, không cần giữ gì hết, cho ăn hết. Quan trọng là đoàn kết, ai sẽ là người thua cuộc đúng không? Bang bang rồi. Rất là kịch tính, rất là kịch tính. À, dám ạ, à, vô đấu đít à? Dám vô đấu đít. Đấu cho đấu luôn. Đó, đấu cho đấu luôn. Thích thì cho đấu luôn. Thích thì cho đấu luôn. Đó. Muốn chơi gì chơi đi. Muốn chơi gì chơi đi. Chiêu tướng bắt xe à? Còn phía. Lên trước. Đó, đánh đây. Đi. Lên. Lên. Cho ăn hết, ăn con này luôn đi. Lên. Quân họ đông làm gì làm được mình đúng không? Mình một xe một pháo vẫn đánh được kiên cường. Cho họ ăn luôn, họ còn mã xe kệ. Rồi, ăn đi. Chưa được. Chiêu cái gì? Chiêu đâm đà, chiêu cái gì? Chiêu cái gì?
Ơ chiêu ơi ơi ván cờ đấy lâu quá. Chiêu cái gì? Đâu? Đâu đâu đâu? Người ta mệt lắm rồi, mệt lắm rồi. Ôi ơi, kệ, muốn ăn con nào ăn, cho ăn luôn, thích để cho ông ăn luôn. Thích để cho ông ăn luôn, đánh vào ông một pháo, một xe đánh hai pháo vào ông. Với một xe ông này, coi kiểu gì. Còn phía. Còn phía. Còn phía. Chưa được. Chưa được. Vô đây. Rồi vô tướng. À. Cho họ ăn con này đi. Vô tướng đi. Từ từ, không cần ăn, không cần vô tướng. Lên chộp. Tầm 7 giờ. Đó, đó. Cho lên. Thẳng. Vô rất xì khô. Không. Sao chỉ có gì hết chứ. Bật tròn chỉ thiệt. Hết. Bấy rồi mà. Vô tướng mà. Kể đi. Xuống tướng đi. Vô tướng, lúc này là vô tướng nè. Đó, ok. Rồi. Lúc này vô tướng lớn cả. Chưa hết được đâu, chưa hết được. Chưa hết được. Chung luôn, luôn. Thôi. Thôi, lên. Lên đó. Vô, dập đâu. Giám đốc và Hoàng Anh Gia Lạc. Con tốt nó lên là nguy hiểm quá nhỉ. Lên. Lên. Xe tao mà không chiếu hết được. Lúc nào chiếu đây thì bắt con này rồi thì không bắt. Bây giờ không cần cẩn trọng, bây giờ họ nói lên cái vấn đề. Chiều tướng nó đi bắt đánh, thì bên kia làm sao có cửa thẳng. Sao lại có cửa, đây, đây, để xe cho ăn luôn. Không thấy, không đi cho ăn luôn, cứ ăn rồi chết. Không chạy trốn. Đánh quan trọng là cứ đánh cờ hay là được ạ. À, đúng rồi, lúc này đánh kiểu đó là mất xe đây. Giờ nhớ lại à? Giờ nhớ lại đi văn mới thôi. Cứ nhớ lại đi văn mới, coi kết thúc là nó thắng hay thua tiếp tục. Cứ quan trọng là cái kết thúc đã. Đánh rồi là cứ nhớ lại, nhưng mà đánh văn mới thì cho dễ. Yêu. Và ai là người thua? Tèn tèn tèn. Ván này hơi lâu á, ván này gần như 30 phút. Chiếu. Bùm. Xuống. Ăn đi. Xuống đây đập cho vỡ mồm á. À, nói trước luôn á, giờ lần này không cho ăn thì giờ lần này nhắc á. Rồi, căng thẳng rồi, căng thẳng rồi. Một ván cuối cùng chúng ta để chiều tối nay đánh. Tối nay đánh và chúng ta để dành cái ván chung kết tốt này. Đây Hoàng Anh Gia Lai. Ồ, cổ vũ cái khác liền nào. Rồi lên. Chiếu. Chiếu đâu. Chiếu đâu. Ăn luôn. Nhắc rồi đó. Chiếu đi. Rồi còn nữa nào nữa không. Rồi. Huê nhé. Huê, rồi thôi, tối lại đánh đi. Tối lại đánh đi. Rồi, Huê, tối nay chúng ta sẽ trực tiếp qua một ván nữa. Rồi sau đó là chúng ta giờ đi làm việc livestream và loa đài để cho các bạn có nhu cầu mua về để văn phòng nha. Đây, mình chuẩn bị live cái bộ dàn karaoke mini kit này.
để phục vụ cho bà con hai ngã tư quốc tế. Đây là mình sẽ bán cho một công ty văn phòng sản xuất gỗ nha. Và sau đó người ta yêu cầu là hát karaoke được không, thì mình sẽ đấu vang số và để cho test luôn và hát và nghe nhạc như thế nào. Mời các bạn đón xem video kế tiếp nha. Và cũng như là phục vụ các bạn có nhu cầu mua để mở nhạc phục vụ cho các nơi giải trí như cờ tướng, cà phê nhạc ha. Ok, các bạn nhớ cho mình một like đi. Ok.